Chào các anh em đang xem miền Tây Solar. Thì cảm ơn tình cảm của các anh em, cảm ơn các đơn hàng của anh em đã liên hệ đặt hàng sáng giờ, cũng như là các đơn hàng mà anh em làm độc lập bám tải này kia. Thì còn vài ngày nữa thì đây inverter bám tải nó sẽ về, lúc đó mình sẽ lên đơn cho anh em thật nhanh và đi lắp cho anh em luôn ha, hoặc là chở tới nhà tùy vào anh em muốn. Thì đó, một ngày làm việc của mình anh em. Từ bên trái nè, anh em thấy nè, đây nè, đó, rồi tới đây, rồi vòng ra sân. Đó thì mấy bữa nay có nhiều bạn thấy mình bán quá nhiều về cái vấn đề độc lập, rồi về những cái vấn đề mà làm bám tải rồi inverter này kia, bán nhiều quá đi. Anh em tưởng đâu mình ngưng bán đèn, anh em điện thoại nhắn tin hỏi thăm quá trời. Em vẫn bán đèn từng ngày nha anh em. Nhưng mà hôm nay tại mình bận rộn ba cái pin bự nè, ba cái pin bự nó hành nè anh em, đây đây đó, không ba cái pin đồ mình đem về nhiều, mình chở đi cho anh em quá trời luôn, cho nên là mình lơi là cái việc bán đèn. Nhưng mà ngày nào cũng gói gửi cho anh em hết nha, lơi là không có quay video thôi. Thì trước mặt anh em là đây lưu carbon 4.0, thì tấm pin bự đó là của hàng carbon 6.0 mọi người, còn mấy cái này là 4.0 nè. Tấm pin 55W, bộ pin 45A, 100 led carrier của Mỹ, pin lưu trữ là pin sắt nha. Và hiện tại mình đang phơi để gói gửi cho mấy anh đăng ký mua hôm qua nay nè. Có anh đăng ký hôm qua nhưng mà hôm qua mình gửi không được, lý do là tại vì đèn nó hơi yếu điện, mình để qua ngày hôm nay nắng tốt nè, mình phơi nắng mình bơm điện nó vào. Thì tấm pin này sạc cho cái đèn này chừng buổi đầy anh em, hơn buổi đầy. Đó, trong đây có lưu carbon 4.0 loại 1.450.000 bộ bao ship. Thì loại 1.450.000 là dây dài 2m nè, không có led báo sạc, không sáng 3 ngày, sáng 3 ngày 10 phút tắt. Thì cái loại đó là 1.450.000 bao ship đây. Rồi có loại cũng 1.700.000, hai loại đó y chang nhau nha. Nhìn bề ngoài tấm pin và đèn y chang nhau, chỉ khác nhau cái vấn đề nó có led báo sạc, có sáng được 3 ngày và dây dài 5m. Đây, bộ này là 1.700.000 bao ship nè. Đó, thì lưu carbon 4.0 mình có hai loại đó nha, cấu hình ngang ngửa nha anh em. Một loại thì không có led báo sạc, loại có led báo sạc, loại thì dây dài 2,3m, loại dài 5m. Loại thì có thể sáng được 3 ngày, loại thì không sáng được 3 ngày. Nó cách biệt với nhau như vậy cho nên là 1.450.000 và 1.700.000 tất cả đều bao ship. Đây, này là cái đèn để ngoài luôn anh em, dễ nhìn nè. Thì sản phẩm bao gồm pin, đèn, đây đèn nè, và bộ phụ kiện kèm theo. Đó, đây mình để ra mình phơi. Mình phơi qua một ngày nắng cho nó thiệt là nhiều điện để về nhà anh em test cho cảm thấy nó gọi là an tâm. Nhiều bạn nói em test không đủ độ sáng này kia, hay là test không có thấy ánh sáng 100% thì anh em không an tâm. Em để đây em phơi một ngày nè. Đó, phơi đầy pin trong đó, về nhà mọi người bắt lên cái là an tâm liền ha. Ví dụ như có cô bác đồ tới chơi thấy người ta mới mua đèn, người ta hỏi thăm thì người ta nhận hàng, ta bắt lên cho người ta coi luôn là cũng an tâm cả người mua lẫn người bán luôn ha. Đây, bữa nay em phơi nhiều 4.0 ha, tại vì chắc mấy ngày nay là bà xã em nó bán được 4.0 mọi người, nó bán được gì nó phơi cái đó anh em. Đó, nói chung là cũng thực dụng lắm, cái nào mà người ta hỏi nhiều mua nhiều bán nhiều đem ra phơi, phơi túi bụi hết. Đó, để gói gửi cho mọi người nha. Thì hiện tại do quá trình em phơi á, là nó có một chút bụi đóng vô mấy cái mặt pin. Ở đây em bụi lắm mọi người, phơi một nắng một ngày là nói chung nó bám bụi dữ. Nhưng mà khi mà em gói gửi cho mọi người là em lau sạch dữ lắm nha. Em lau sạch sẽ cực kỳ chứ không phải để mà có vài hạt bụi trên đó đâu anh em, an tâm. Em là lúc nào ngày nào cũng giặt luôn lau. Gói hàng là em lau mấy tấm pin này thật là sạch để anh em nhận hàng nó có được cái vấn đề an tâm cũng như là uy tín ha. Chứ không phải em để khơi khơi ngoài vậy là bụi bặm ghê vậy mọi người. Đó, em để em phơi đôi khi nó bám bụi ha. Đó, nhưng mà cái tháng này nó nắng ghê lắm anh em. Nó nắng mấy mức mà chúng ta phơi cái tấm pin đó với cái đèn đó là nó căng pin luôn. Từ cái chỗ mà nó khoảng 5% pin thôi, chúng ta phơi một ngày là mình nghĩ nó đạt được khoảng 80-90% luôn rồi. Nó đầy ghê gớm. Tối nay mà mình đem mấy cái đèn này mình test, mình gửi cho anh em là nó an tâm cực kỳ luôn. Bắt lên một cái là nó sáng là khỏi lo luôn. Đặc biệt là đèn lưu carbon ha, ánh sáng rất là được đảm bảo nha. Ánh sáng rất là đảm bảo. Em nhắc lại 4.0 của em có hai dòng, một loại là 1.450.000 bao ship, loại là 1.700.000 bao ship ha. Anh em thích nào hú em. Đó, em đóng hàng em gửi liền cái là mọi người có đèn sáng xài liền. 4.0 đặc biệt cái loại 1.450.000 đáng mua cực kỳ nha anh em. Đó, bên cạnh những cái hệ năng lượng em cũng đang test nè.
test để gửi cho mọi người nè. Thì cũng quay nó cũng có đèn, có năng lượng, đồ đủ thứ chuyện trên đời cho anh em coi, đặng có mua thì mua. Nói chung là thời buổi công nghệ hiện đại bây giờ, anh em thấy tạo ra điện nó đơn giản thấy sợ luôn, không tạo điện rất đơn giản. Đây tạo điện nè anh em.